phút bù giờ hiệp 1, Jim Kelly Slaughter bị đau và phải rời sân bằng cáng. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi được đưa rời sân, tiền đạo này chạy vào và thực hiện một pha tranh chấp với cầu thủ bên phía Australia. Ngay lập tức trọng tài rút thẻ vàng dành cho chân sút số 19 vì lỗi tự ý vào sân khi chưa được phép. Jim Kelly Slaughter phải ra ngoài đường biên, chờ tình huống bóng chết mới được vào sân thi đấu. Sau khi hiệp 1 kết thúc, máy quay ghi lại cảnh huấn luyện viên Shin Tae-yong bạt tai Kelly vì tấm thẻ vàng không đáng có. Hồi tháng 3, truyền thông Indonesia cũng phát hiện huấn luyện viên Shin bạt tai một cầu thủ của tuyển Indonesia là Ramadan Sananta, nguyên nhân bởi cầu thủ này không tuân thủ các bài tập theo chỉ dẫn của ban huấn luyện. Trong trận gặp Australia, U23 Indonesia có màn trình diễn kiên cường, đại diện Đông Nam Á trụ vững trước sức ép từ đối thủ và tận dụng cơ hội để vượt lên dẫn trước ở phút 45 sau pha đánh đầu cận thành của trung vệ Komang Tervu. Màn trình diễn thăng hoa của thủ thành Hernando và sự lăn xả của các hậu vệ giúp U23 Indonesia bảo toàn cách biệt mong manh trong hiệp 2, qua đó kết thúc trận đấu với thắng lợi 1-0. 3 điểm trước Australia giúp U23 Indonesia sáng cửa đi tiếp. Ở lượt tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Shin sẽ gặp Jordan, trong khi Australia đụng đội chủ nhà Qatar.